Xin chào 500 anh em của Thế Giới Phẳng. Các ông ạ, trong những hành trình trước, chúng ta đã cùng nhau đi khám phá những vùng đất có 102 trên thế giới, nơi tồn tại những bộ tộc biệt lập nào là cắt con cừu rồi lại khâu bươm bướm. Thế nhưng còn một bộ tộc mà chưa chắc nhiều người đã biết đến, nơi mà cái chết luôn trực chờ dưới dàn mưa tên. Nói chung là đã bước chân đi thì xác định chỉ còn cái hồn quay về. Song cứ tưởng những nơi như vậy thì chẳng ai dám bén mảng đến. Ấy vậy mà lại có một người phụ nữ bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi con tim, thậm chí còn sẵn sàng ăn nằm với dàn sát thủ ấy nữa cơ. Đó là ai và điều gì đã khiến nhân vật này bất chấp cái chết để đặt chân tới nơi đây nhỉ? Phải chăng là vì cái ấy? À mà thôi. Muốn biết cụ thể như thế nào ấy thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi khám phá ngay bây giờ nhé. Nếu hỏi rằng có nơi nào đáng sợ hơn địa ngục, có lẽ không có gì hoàn hảo hơn là hòn đảo Sentinel Bắc, nơi được người ta ưu ái đặt cho một cái tên vô cùng thân thiện là hòn đảo tử thần. Đây là nơi sinh sống của bộ tộc Sentinel, những con người nói không với nền văn minh nhân loại. Họ cứ sống tách biệt với bên ngoài như vậy, ngót nghét đã hơn 60.000 năm qua. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ để biến nó thành hòn đảo đáng sợ như cái tên kia được. Thứ mà người ta biết đến nhiều hơn cả là cách tiếp đón khách vô cùng đáng sợ ở hòn đảo này. Không cần biết là bạn hay thù, chỉ cần ai đặt chân tới hòn đảo này thì sẽ đều được các thổ dân chào đón bằng một màn mưa tên tầm độc. Chính vì vậy mà từ xưa tới nay, hầu như không có mấy người đi quá 3 bước chân lên tới đảo. Cũng có một vài người đi được cơ số bước rồi, nhưng giờ thì họ cũng đều xanh cỏ hết rồi công ạ. Thế nhưng cuộc sống đôi khi lại có những ngoại lệ. Và bà Mahumala chính là một ngoại lệ đặc biệt như vậy. Mahumala là một nhà nhân chủng học và đồng thời cũng là người kết bạn thành công duy nhất với người Sentinel. Song buồn cười ở chỗ là bí quyết của bà là những quả dừa. Mahumala đã thả những quả dừa để thể hiện thiện chí. Sau đó là từng bước tiếp cận những người trong bộ tộc này. Sau đó, Mahumala còn gặp lại người Sentinel một lần nữa và lần này thậm chí họ còn tỏ ra thân thiện hơn bằng cách leo lên thuyền để nhặt dừa. Nhiều người trong bộ tộc thì tỏ ra vui mừng và chào đón Mahumala, trong khi số khác thì không ngần ngại chạy tới ôm hôn rồi gõ chân đầy phấn khích trước sự hiện diện của bà. Nghe cũng dễ dàng đúng không nào? Nhưng thực tế thì cho tới nay, chỉ có Mahumala là người đầu tiên cũng như là duy nhất tiếp cận an toàn với bộ tộc toàn sát thủ này. Tuy nhiên, đâu chỉ có bà Mahumala dám sống với bộ tộc sát thủ mà trên thế giới còn ghi nhận những trường hợp cả gan ăn nằm với cả thú hoang nữa cơ đấy. Và tiêu biểu là những nhân vật kiệt xuất tiếp sau đây. Thứ nhất, tắc răng phiên bản đời thật. Đó là câu chuyện có thật của một người phụ nữ ở Colombia. Tên là Marina Chapman. Hồi bé cô từng có một quá khứ chẳng khác nào nhân vật chính trong cuốn phim huyền thoại tắc răng Cậu bé rừng xanh. Khi mới lên 5 tuổi, Marina đã bị bắt cóc và bỏ lại trong rừng. Những tưởng một đứa bé như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ chạm mặt tử thần. Nhưng không, bằng một cách nào đó, cô bé ấy lại trở thành một thành viên trong gia đình nhà khỉ. Những chú khỉ già trong rừng đã chấp nhận Marina và dạy cho cô bé những kỹ năng sinh tồn của chúng. Cứ như vậy, trong suốt 5 năm, Marina đã sống sót nhờ ăn hoa quả, chuối và rễ cây do lũ khỉ mang về. Cô bé cũng ngủ trên những lỗ cây và biết di chuyển bằng cả 4 chi như gia đình khỉ. Cuộc đời thú rừng của cô chỉ kết thúc cho tới khi một người thợ săn vào rừng và tìm thấy cô. Người đàn ông tốt bụng đã đưa cô trở về cuộc sống thật của mình. Giờ đây cô bé rừng xanh ngày nào đã trở thành một người phụ nữ hạnh phúc bên cạnh chồng và những người con của mình. Thứ hai, bỏ nhà đến ở với chó. Chắc hẳn là ông nào đã từng nuôi bốt trong nhà thì đều có một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt dành cho thế lực này đúng không nào? Thế nhưng nếu đổi lại là bốt nuôi người thì các ông nghĩ sao? Này, đừng nghĩ tôi bốc phét nhé. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Đó hoàn toàn là câu chuyện có thật ở Nga. Cậu bé Ivan Mishukov sinh ra ở thành phố Rostov, nước Nga, đã quyết định dứt áo ra đi để đến ở với những chú chó khi mới chỉ lên 4 tuổi. Nguyên nhân là bởi cậu ta không thể chịu được người mẹ cùng với ông tình nhân nghiện ngập của bà. Sau khi ra đi tay trắng, cậu đã sống lang thang trên phố bằng việc cầu xin những mẩu vụn thức ăn của người qua đường. Và với tinh thần lá lành đùm lá rách, Ivan không chỉ ăn một mình mà cậu còn chia cho những chú chó hoang trên phố. Hành động ấm áp này đã khiến đàn chó nảy sinh tình cảm với cậu. Và đó cũng là lúc cậu tìm thấy gia đình mới của mình trên con phố Moscow. Những chú chó sẽ có nhiệm vụ bảo vệ Ivan khỏi những tên xấu xa, đồng thời thay nhau ủ ấm cho cậu bé trong những đêm bão tuyết. Cuộc sống chó và người cứ như vậy trôi qua 2 năm trước khi cậu bé được phát hiện và đưa về trại trẻ mồ côi. Đấy, các ông thấy không?
Khi mà bố mẹ không làm tròn được trách nhiệm của mình thì những loài thú cũng hoàn toàn đảm nhận được trọng trách đặc biệt này đấy nhá. Tiếp theo cũng là một trường hợp lập dị không kém. Thứ ba, cậu bé người chim chẳng khấm khá hơn Ivan là mấy. Vanya mặc dù cũng có mẹ đấy, nhưng mẹ cậu lại không hề quan tâm đến cậu. Thậm chí bà ta còn chẳng coi trọng cậu bằng những con chim mà bà ta nuôi trong nhà. Mẹ Vanya thường xuyên nhốt cậu bé vào trong một căn phòng với hàng trăm con chim của mình. Trong khi những đứa trẻ khác được trò chuyện với mẹ hàng ngày, thì xung quanh Vanya lại chỉ toàn tiếng chim hót. Và thế là sau nhiều năm chỉ được bầu bạn với loài lông vũ này, Vanya đã hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp. À không, nó đúng ra là cậu chưa từng có khả năng giao tiếp với con người. Thay vì vậy, thứ tiếng cậu nói ra lại hệt như những loài chim trong lồng kia. Thậm chí cậu còn có hành động vẫy hai tay chẳng khác nào động tác chim vỗ cánh. Có lẽ nếu mọi chuyện cứ để im như vậy thì có lẽ Vanya sẽ kết hôn với một chú chim cái nào rồi ấy chứ. Nhưng may thay các nhân viên hoạt động xã hội đã kịp thời phát hiện và đưa cậu trở về cuộc sống của một con người. Còn người mẹ của Vanya đã phải ký đơn từ bỏ trách nhiệm với Vanya sau những năm tháng không có trách nhiệm với cậu. Thứ tư, khuyển nữ ở Ukraine. Đã bao giờ các ông thấy mình lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình hay chưa? Nếu rồi, vậy thì các ông hãy thử chuyển nhà tới chuồng chó xem sao nhé. Nghe thì tưởng vô lý, nhưng thực tế thì nó lại có lý không tưởng đấy nha. Đó là trường hợp của cô bé Osana Malaya, 3 tuổi, ở Ukraine. Cô bé sống cùng với bố mẹ ruột của mình, nhưng cả hai đều là những con sâu rượu. Tối ngày chỉ biết đắm chìm trong những cơn đê mê để rồi bỏ bê cô bé. Theo bản năng, Osana Malaya đã tìm đến thứ gần nhất có thể đem lại nơi trú ngụ an toàn và sự ấm áp cho cô bé. Đó chính là chuồng của những chú chó nuôi trong gia đình. Và cứ thế Osana Malaya cùng sống, cùng sinh hoạt và cùng lớn lên với những chú chó. Đương nhiên thức ăn hàng ngày của cô cũng chính là thực đơn của những chú chó, chỉ toàn là xương sẩu và những đồ ăn thừa. Thậm chí tới cả khi đi vệ sinh, cô bé cũng có hành động giơ chân lên như cách lũ chó đánh dấu chủ quyền vậy. Vậy là trong suốt 5 năm trời, đàn chó đã huấn luyện từ một cô bé đi bằng 2 chân thành một con người đi bằng 4 chi và đứng đái bằng 3 chi. Mọi chuyện chỉ thực sự chấm dứt khi những người hàng xóm phát hiện và báo cáo với cảnh sát về việc một đàn chó đang nuôi dưỡng một bé gái. Ôi rồi, đúng là hàng xóm có tâm thật chứ, mất tận 5 năm để nhận biết được sự việc. Còn bây giờ sẽ lại là một câu chuyện cảm động tới từ vị trí của những bà mẹ khỉ quốc dân. Thứ 5, con nuôi mẹ khỉ. Cậu bé John Sebunya, 4 tuổi, tại Cộng hòa Uganda đã từng chạy trốn vào rừng sau khi phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp khi cha cậu giết mẹ cậu. May mắn thay, cậu bé này đã được một đàn khỉ vơ vét tìm thấy và nuôi dưỡng. Cậu được học cách trèo cây và sinh tồn chỉ bằng hoa quả, các loại hạt và dâu trong suốt 3 năm trời. Nếu ai từng một lần bắt gặp John Sebunya trong khoảng thời gian đó, chắc chắn sẽ nghĩ đây là một con khỉ chính hiệu, bởi người cậu bấy giờ phủ đầy lông lá do hệ lụy của chế độ ăn nghèo nàn để lại. Cho tới 3 năm sau thì cậu bé may mắn được một người phụ nữ địa phương phát hiện và đưa tới một trại trẻ mồ côi. Và giờ thì cậu bé người khỉ năm nào đã trở thành thành viên của dàn hợp xướng trẻ em Ngọc Trai Châu Phi tại Anh. Thứ 6, thành viên đặc biệt nhà sói. Nhắc tới chó sói, chắc chắn nhiều ông sẽ nghĩ ngay đến viễn tưởng kinh hoàng khi bị chúng ăn thịt xé xác đúng không nào? Thế nhưng không biết trời độ thế nào mà chú bé Marcos tới từ Tây Ban Nha lại được cả một đàn sói thu nhận và nuôi dưỡng. Câu chuyện kể rằng khi Marcos mới lên 4 tuổi thì cậu đã bị bán cho một người chăn dê ở vùng núi Sierra Morena. Ở đó người đàn ông này đã dạy cho cậu những kỹ năng bảo vệ bản thân, đối mặt với cuộc sống hoang dã và cả cách săn bắt thú rừng. Tuy nhiên 2 năm sau đó người chăn dê qua đời và Marcos chỉ còn lại một mình sống trong ngôi nhà trên núi. Trong một lần đi khám phá những ngọn núi, Marcos phát hiện ra một con sói con và cậu quyết định đi theo chúng về hang động. Rồi may mắn thế nào, sói mẹ lại ưng cái bụng và cho phép Marcos chính thức trở thành thành viên của bầy sói. Từ đó cậu bé ngày ngày đi săn cùng bầy đàn rồi dần dần hình thành tập tính ăn uống hệt như một con sói chính hiệu. Thậm chí cậu còn ngừng nói tiếng người và chuyển sang những âm thanh gào rú đặc trưng của loài sói. Trải qua 12 năm sống cuộc sống động vật hoang dã, cuối cùng Marcos đã được con người phát hiện và tìm cách đưa cậu trở về cuộc sống hiện đại ngày nay. Và đó là những trường hợp con người đặc biệt trong cuộc sống ngày nay. Các ông ấn tượng nhất với nhân vật nào? Thì hãy để lại comment trong phần bình luận bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các ông trong các series Độc và Lạ tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!